Thưa quý vị, giới tiên tri nhận định tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 2 âm lịch năm 2022 thoát khỏi bể khổ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh chúc cho quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Nhâm Tuất đa số họ sống rất là tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này thì có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí rất lớn, không ngại khó khăn bao giờ. Về sau thì họ sau những phấn đấu, cố gắng thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Nhâm Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ phất lên như diều gặp gió và hơn nữa lại còn được diện đó là tam hợp với thái tuế của năm. Cho nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó thì vận trình công danh sự nghiệp của chúng ta sẽ được hanh thông, thuận lợi, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Và để cho quý vị nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 âm lịch thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi gửi đến ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất của những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần phải tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh Đại Hải Thủy, là người khiêm nhường và ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Và cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức lực. Họ cũng chính là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình. Đã làm gì, họ sẽ làm đến cùng và cũng yêu và đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng rất cao. Người tuổi Tuất sinh năm 1982 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm sai lầm nghiêm trọng, bạn cần phải luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để có thể hóa giải hiểu lầm. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Quý mệnh chủ nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình thì không hay. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc đi lên. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Nếu có cơ hội hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, bản mệnh có thể khắc phục mọi khó khăn và thậm chí là đạt được những thành quả đáng ngạc nhiên. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng cần phải chú ý quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh mình, không thể làm việc quá tự do, theo ý thích cá nhân, vì điều đó có thể gây nên những ảnh hưởng không tốt đối với tập thể. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này, tình hình tài chính của người tuổi Tuất sinh năm 1982 không có nhiều dấu hiệu khả quan. Công việc không thuận lợi, kéo theo đó là thu nhập có giảm sút. Những khoản thu từ nghề tay trái cũng không đáng là bao. Không những vậy, trong tháng này cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Nhâm Tuất, nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ dàng cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Con giáp này cần phải tập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng hơn nữa và đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình, về sau sẽ hối hận không kịp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Nhâm Tuất may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm, tuy nhiên do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi cho rằng tháng 2 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Nhâm Tuất không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Và hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì chúng tôi khuyên bạn hãy để cho người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để bát bảo tâm kinh có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 2 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Nhâm Tuất bình thường, không có khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh và sống đơn thuần. Bạn là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn chính là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến cho đối phương phải tò mò về bạn. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Nhâm Tuất dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với những người thân của mình. Tốt hơn hết, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ chồng, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người từ trước đến nay. Là bậc làm cha làm mẹ, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo sau này. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão, Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Tuất sinh năm 1982 trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!